Mình muốn chia sẻ là cái nghề nghiệp của mình ấy thì là môn thể dục đối kháng thể thao thì rất dễ là bị chấn thương. Và trong quá trình bị chấn thương là do mình đang thi đấu giải nên là mình đã bị va chạm và bị chấn thương. Và sau đó mình đã tìm hiểu được qua một số bác sĩ thì mình đã tìm đến với bệnh viện Việt Đức, đã gặp được bác sĩ Khánh cũng như là các bác sĩ đây tất cả rất là tận tình và nhiệt huyết. Sau đó mình sẽ đã được bác sĩ Khánh thăm khám và đã cho mình khuyên là bây giờ bị chấn thương thì lên mổ. Với cả tất cả theo mình cũng tìm hiểu thì tất cả các bạn bè của mình khi mà bị chấn thương đứt dây chằng thì thường đều là phải phẫu thuật, không thể tự mà hồi phục được nếu còn muốn chơi sự nghiệp thể thao đỉnh cao. Nên là mình đã, sau đó thì mình đã nhất trí là mình đã đi mổ và mình đã đến nhà bác sĩ Khánh và đã đến mổ tại bệnh viện Việt Đức. Mình rất tin tưởng vào tất cả các bác sĩ tại bệnh viện Việt Đức. Thì bệnh viện Việt Đức thật sự mình thấy là rất nổi tiếng để đứng đầu ngành về chấn thương chỉnh hình. Nên mình khi ngủ ở đây thì mình rất là yên tâm. Đã thấy gối nó lỏng này, rơi ra sau. Đấy. Gối rất lỏng. Đấy, mà khi người ta đưa cái chân này lên như này, cái đấy thấy là gối nó võng xuống như này. Đấy, gối nó rơi hẳn ra đằng sau như này. Đấy. Chúng ta kiểm tra luôn cái động tác này để kiểm tra xem góc sau ngoài nó có bị tổn thương hay không. Cái này không bị tổn thương. Đấy. Chúng ta kiểm tra xem là cái dấu hiệu của sụn trên xem có vấn đề gì không. Đấy. Không có vấn đề gì. Đấy. Chủ yếu là cái dấu hiệu ngăn kéo sau dương tính. Đấy. Và dấu hiệu lan man dương tính. Đấy, lâm sàng này thì nghĩ nhiều đến là đứt dây chằng chéo sau, đấy gối rất là lỏng. Đấy, và cái này sẽ dự kiến là làm nội soi tạo hình dây chằng chéo trước chéo sau. Theo phương pháp tất cả bên trong. Đấy. Tí trong mổ sẽ mô tả kỹ cái kỹ thuật này để chúng ta thấy rõ. Ok. Đây cái lát này vẫn còn chéo trước vẫn còn nguyên chéo này nhá, đúng không? Đây cái này vẫn còn này. Đấy, nhưng từ đoạn này là mình không nhìn thấy thằng chéo sau nữa. Đấy, vẫn liên tục đoạn này thấy dịch ở đây chính. Chứ cái này là cái dịch sau chấn thương thì nó ở trong khoang gối này thôi. Không vấn đề gì cả. Đấy, và trên cái phim này thì mình cũng không thấy mình vẫn còn nhìn rõ được hai cái sụn trên, đúng không? Sụn trên trong, trên ngoài còn khá rõ này. Tất nhiên đây là cái độ chính xác của cái phim cổng từ nó chỉ quãng độ 90% thôi. Nên là mình phải căn cứ vào cả cái khám lâm sàng và cả cái triệu chứng của người bệnh nữa. Và sau đó mình soi mình sẽ đánh giá được chính xác tổn thương. Một cái nữa là vì khi đứt dây chằng chéo sau thì thường là hay gây ra trùng cái dây chằng chéo trước thứ phát. Thế nên là đôi khi là hay bị lẫn cái triệu chứng và lẫn cả cái khám là đứt chéo trước hay chéo sau. Đấy, nên là mình lưu ý là khi đứt chéo sau thì bao giờ nó gây trùng thứ phát thằng chéo trước, gây gối rất lỏng. Nhưng ngược lại nếu đứt chéo trước thì triệu chứng nó rất là rõ và ít khi nó bị lẫn với triệu chứng của thằng đứt dây chằng chéo sau. Đây là em Phạm Thị Tươi, 27 tuổi. Đây là vận động viên của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cũng đã cùng với đội tuyển là giành huy chương vàng SEA Games năm 2019. Đấy, và trong quá trình tập luyện và chơi khi mà tập trong khi chuẩn bị để thi đấu thì có bị chấn thương thể thao đến giờ là gần 5 tuần. Đấy, và khi đến thì em nó có triệu chứng là bị lỏng cái khớp gối và mất vững cái khớp gối nên là rất ảnh hưởng đến khi mà chạy hoặc là vận động hoặc là tập luyện, đặc biệt là tập luyện bóng đá đỉnh cao. Đấy, và khi đến khám thì chúng tôi thấy có dấu hiệu lỏng khớp gối, dấu hiệu ngăn kéo sau dương tính, dấu hiệu lan man dương tính. Đấy, và chúng tôi nghĩ nhiều đến khả năng là bị đứt dây chằng chéo sau. Đấy, và khi chụp cái cổng hồng từ thì cũng có phát hiện ra là có tổn thương dây chằng chéo sau. Đấy, và cái này chúng tôi sẽ dự kiến là phẫu thuật nội soi và tái tạo lại dây chằng chéo sau theo phương pháp tất cả bên trong. Thì đây là một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay và cũng đã được áp dụng ở Việt Đức từ rất nhiều năm rồi và rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là vừa rút ngắn cái thời gian phẫu thuật, thứ hai là không phải tàn phá cái xương và cái phần mềm của bệnh nhân nhiều. Vết mổ là rất là nhỏ và cố định vững chắc, do vậy là người bệnh có thể tập thể thao sớm trở lại ngay được.
đặc biệt là với sự kỳ vọng của vận động viên là cũng muốn chơi lại thể thao đỉnh cao, đặc biệt là để phục vụ cho cái kỳ SEA Games năm tới. Mình cảm nhận là sau khi mình mổ thì chân mình thấy nó cũng hồi phục rất là nhanh. Mình đã được các bác sĩ hướng dẫn là tập luyện ngay sau khi vừa mổ để cho cơ nó không bị teo. Và mình hy vọng là với cuộc phẫu thuật thành công như này thì mình sẽ sớm có thể trở lại sự nghiệp để cống hiến cho thể thao nước nhà. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở đây trong thời gian mình làm việc. Thì tất cả các bác sĩ đều quan tâm và tận tình rất là chu đáo. Mình muốn mong chúc tất cả các bác sĩ ở đây đều có sức khỏe và nhiệt tình để ngày càng cứu chữa được thật nhiều bệnh nhân, cũng như mang niềm tin tới tất cả cho những người bệnh như mình. Mình rất vinh dự và tự hào khi cùng đồng đội đã đạt huy chương vàng tại SEA Games 30 ở Philippines. Sau khi phẫu thuật, mình rất hy vọng là mình có thể nhanh sớm trở lại để tập luyện cùng đồng đội, cũng như hướng tới mục tiêu sang dự SEA Games 31 tại Việt Nam.